tiết mục đồng ca và chia sẻ biết từ các bạn nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tiết mục văn nghệ cuối cùng, một tiết mục nhảy hip hop mang tên là Bật Tình Yêu Lên. Rồi xin mời bạn gái áo tím nè và các bạn khác có thể lên để nhảy cùng bạn. Một tiết mục nhảy hip hop mang tên là Bật Tình Yêu Lên. Của con chín con xuống đây, thôi để con xuống đây con nhảy nè, cho các bạn nhảy theo con.
Alo. Rất là cảm ơn tiết mục nhảy của các bạn nhỏ. Và thật ra sự là ngày hôm nay trong chương trình đó, là các bạn nhỏ nào mình cũng rất là muốn chơi, dù rằng là trước đó là đúng là ban tổ chức có 4 tiết mục văn nghệ thôi là nằm trong chương trình. Và bản thân MC thì cũng mong muốn rằng là các bạn nhỏ nó có một cái sân chơi vui. Nhưng mà vừa rồi thì thật sự nó có một điều á, là cô thật sự là xin lỗi một bạn. Có nghĩa là có một bạn nhỏ tên là Nguyễn Văn Minh, bạn đến từ căn hộ V1105 và bạn đăng ký tiết mục là Mẹ Yêu Ơi. Nhưng mà bởi vì MC cũng thấy rằng là chương trình các bé hát về mẹ nhiều, nên là cô cũng nói rằng là cô đẩy tiết mục của con xuống phía dưới. Nhưng mà bởi vì là có rất là nhiều bạn nhỏ bạn muốn hát, thành ra là cô chưa có giới thiệu tiết mục của bạn Nguyễn Văn Minh. Và lỗi của cô làm cho bạn cảm thấy đang rất là buồn. Nên hồi nãy giờ là cô ở Châu, và cô rất là muốn xin lỗi bạn Văn Minh, bởi vì cô chưa có giới thiệu tiết mục của con bên này, trong khi con là người đăng ký chính cô, con nằm trong chương trình. Vậy thì Văn Minh ơi, cô thực sự là cô đại diện ban tổ chức chúng ta đây. Bởi vì sao? Người lớn của mình làm sai là phải xin lỗi. Và ngày hôm nay quan trọng nhất là niềm vui của các bạn nhỏ, chứ không phải là niềm vui của người lớn. Vì vậy là cô Trầm đại diện cho ban tổ chức và cô cũng là MC chương trình, cô xin lỗi con. Và bây giờ con có thể tha lỗi cho cô được không? Và các cô chú ơi, mình nếu như mà bạn Phan Minh đã tha lỗi cho cô rồi thì các cô chú có thể cho bạn càng có tay thật là to để đến với tiết mục văn nghệ của bạn được không ạ? Và sau đây sẽ là phần trình diễn tiết mục văn nghệ Mẹ Yêu Ơi của bạn Nguyễn Phan Minh đến từ căn hộ B1105. Cô mời con.